Em xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với cái truyền thông Tuyên Phú Audio. Hôm nay thì lại lên sóng cho anh em một combo quốc dân. Đây là dàn karaoke được rất rất là nhiều anh em quan tâm vì cái chất lượng cũng như là cái giá thành cũng như là cái cách ghép nối nó rất là đơn giản và mọi thứ nó đều cảm giác cho chúng ta đều là hoàn thiện các bác nhé. Thì hôm nay em lên sóng cho anh em một combo thì bao gồm là sẽ có loa bim bi hàng bãi xịn này, một con súp JD và một đẩy nền vang và một 40 không dây. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu chi tiết về cái combo này nhé. Đầu tiên thì thường anh em mua các cái gói combo bên em ấy thường hay lăn tăn về cái việc là mua về thì ghép nối nó có dễ hay không. Đấy, thì cái vấn đề này thì thật sự là các bác không cần phải lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà các bác mua, cho dù anh em là không biết kết nối như thế nào cả thì hãy nhấc điện thoại gọi video cho chúng em, thì chúng em chỉ hướng dẫn trong vòng 3 đến 5 phút là các bác có thể ghép được rồi. Nó rất đơn giản, ví dụ như đây, chúng ta sẽ nhìn ở đằng sau này, với những cái dòng combo đẩy nền vang thì chúng ta kết nối cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ quan tâm thứ nhất là tín hiệu vào. Tín hiệu vào thì ở đây thì nó sẽ có cái đường vào đây, NR này. Đây chính là tín hiệu đầu vào nhé. Đấy, và đây là tín hiệu ra súp này. Đấy, còn đây là cái đường để chúng ta có thể ra loa. Ra loa thì với cái chiếc đẩy nền vang thì chúng ta có thể cắm trực tiếp dây loa. Đấy, hoặc là các bác có thể cắm nút trích này. Đó, cái chiếc đẩy nền vang này nó rất là tiện cho anh em. Đấy, rất là nhiều cổng kết nối và nó có cả kết nối Bluetooth nữa. Đấy, rồi chúng ta sẽ kết nối từ mic xuống đẩy nền vang này là xong. Đấy, và kết nối dây ra loa, kết nối vào, kết nối ra. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đấy, thì như em nói là chỉ mất vài phút thôi, chúng ta kết nối rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi về nói về cái tính năng của combo này thì cái chất âm nó có hay không thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết nhé. Và thưa các bác, thì giới thiệu đến đâu thì chúng em sẽ nói về cái sản phẩm đó chi tiết hơn. Còn anh em nào mà muốn mua rời chẳng hạn, trong một combo này các bác thích cái sản phẩm nào, các bác muốn mua rời thì chúng em có cái video làm hết rồi. Đấy, các bác chỉ việc là tìm theo đúng cái tên sản phẩm, sau đó là các bác ghi cái chữ cuối cùng là Tuyên Vũ thì nó sẽ ra cái video chúng em đã review chi tiết các bác nhá. Đấy, đầu tiên thì đây là một dòng loa được mệnh danh nó là vua của cái dòng loa này. Đấy, tiếng nhạc của cái dòng bim bim 450 này nó rất là hay. Đấy, mà nó lại là hàng bãi xịn nữa, cho chúng ta cái chất âm nghe cực kỳ là ngọt ngào. Đấy, và anh em nào muốn mua dòng bim bim bãi xịn bên em thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ nhé, thì chúng em sẽ hỗ trợ các bác. Đấy, giá thành làm sao để cho nó rẻ nhất để các bác có thể dễ dàng mua sắm nhé. Đấy, con này thì được trang bị là bát 20 năm. Đấy, bát 2 năm và hai chép. Đấy, sản phẩm này thì chúng em là đều là báo cho anh em là nguyên zin nhé. Nguyên zin. Đấy, hàng nguyên zin luôn. Rồi đây là đầu vào của nó đây. Với những cái dòng 450 thì nó rất đơn giản, chúng ta chỉ kết nối cực âm cực dương thế là xong. Đấy, và con này thì nó có nút gạt này, đánh ở không gian rộng hoặc là không gian hẹp này, đó, nút phanát hoặc là chép này. Đó. Ở đây là cái thông số của loa. Đấy. Thông số của loa ở đây các bác nhá. Rồi với cái dòng loa này thì chúng em hiện tại đang bán hàng nguyên zin này, giá chỉ có là 5.400.000 thôi, miễn phí ship cho anh em, bao ship luôn, hàng rất đẹp từ cái e căng nhé, rồi cái logo đấy là còn chưa bị xước xát gì luôn. Đấy, giá chỉ còn 5.400.000 thôi, bao ship cho anh em, hàng nguyên zin. Rồi tiếp theo em đang ghép thêm trong cái combo này, em sẽ đi thêm một cái loa siêu trầm của JD các bác nhé, hàng rất là đẹp luôn ạ. Loa siêu trầm này nó đẹp lắm các bác, em sẽ bóc nó ra. Đó, rồi đây thì các bác có thể thấy rằng là cái e căng đó là e căng vải và họ làm rất là căng. Đấy, rất là căng luôn ạ. Đấy, ở giữa đây chúng ta sẽ có logo của JD. Đó, hàng rất là đẹp luôn nhá. Rồi về bên trong thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có là cái mặt bát này. Các bác nhìn cái mặt bát của nó chất lượng chưa? Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nhá. Đấy, gân của nó là được trang bị gân cao su. Còn màng ở đây thì nó sẽ là màng trắng nhôm các bác nhá, màng trắng nhôm. Đấy, màng kim loại trắng nhôm nó rất là bền. Đó, và thùng thì các bác này, em sẽ quay chi tiết cho anh em nhìn này, thùng gỗ nó đẹp không? Đấy, con này thì nó được sơn một lớp sơn giả gỗ, nhìn rất là đẹp. Bên trong là lớp gỗ của nó này, có nhìn không ạ? Rất là đẹp luôn. Đấy, đây là hàng chính hãng cho nên là họ làm rất là chi tiết tỉ mỉ cho anh em nhé. Đấy, công suất của con này nó là 300W. Đấy, phù hợp cho anh em đánh không gian từ 20 cho đến 30 vuông. Ok chưa ạ? Đấy, hàng rất là đẹp luôn, hàng chính hãng nhé. Rồi tiếp theo đến chiếc đẩy nền vang thì hiện tại em đang giới thiệu với các bác một con đẩy nền vang của Kiwi, của mã là BD7500. Đấy, con này thì nó có màn hình rất là to, có đầy đủ tính năng như là echo, reverb, cổng quang Bluetooth USB, đầy đủ hết. Đấy, về là các bác chỉ việc sử dụng thôi, còn cái anh em nhìn ở đây thì thấy nó cảm giác nó hơi có vết xước, nhưng mà thực tế nó là cái
cái màng bóng bên ngoài này em chưa có bóng, chưa có bóc ra. Đấy, cái màng bóng bên ngoài em chưa bóc bóc ra thì nó sẽ đẹp, long lanh luôn ạ. Đấy, đây là màng bóng của công ty luôn các bác nhé. Đấy, mã là BD7500. Thì con này nó có công suất là 500W cho một cây. Đấy, các bác chơi những cái dòng loa nằm BMB 325 này thì thoải mái này. Đấy, chúng ta không ngại về cái công suất đâu ạ. Đấy, con này nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà công suất nó khá là lớn, mà trong khi đó là cái tiếng nhạc con này nó rất là hay. Đấy, mà giá thành rẻ nhá. Còn ở bên trên đây thì em đang giới thiệu các bác một bộ mic không dây đến từ thương hiệu VKTV VK600. Đấy, một dòng mic không dây hiện tại đang bán rất chạy tại Tuyên Vũ, bởi vì là cái chất âm, thiết kế cũng như là giá rẻ. Đó, hàng chính hãng luôn nhá. Đấy, thì với combo này thì chúng ta có thể lắp đặt cho không gian nhỏ như là chung cư này, hoặc anh em mà dùng không gian nó rơi hoạt động tầm 20-25 hoặc là 30m thì chúng ta có thể sử dụng cái combo này, nó rất là phù hợp để có thể nghe nhạc, hát karaoke đều hay các bác nhá. Đấy, và không để các bác chờ lâu nữa thì em cũng sẽ là test một đoạn nhạc luôn. Đấy, test một đoạn nhạc để các bác và anh em nghe qua và trải nghiệm xem cái combo này chúng ta nghe nhạc nó có hay không nhá. Em sẽ cho tiếng nhạc vào đây. Phê luôn, và chép nó rất là nảy tiếng nhá. Và chép của những cái dòng loa này nó cảm giác chúng ta nó không bị chóe, nghe tiếng chép nó rất là gọn, nghe rất là đã tai luôn, nó tí tách rất đã tai. Rồi tiếng mic đây thì em sẽ test luôn cái tiếng mic cho anh em cùng nghe nhé. 1 2 3 4 5 6. Đấy, có thể cái echo reverb nó hay. 1 2 3 4 5 6 7. 5 6. Cái ưu điểm của dòng BMW 450C này thì nó là có cái ưu điểm là nghe nhạc hay mà hát cũng ok. Đó, đó chính là những cái sản phẩm mà anh em mệnh danh nó là vua của những cái dòng loa nào nghe nhạc thì hết nước chấm luôn. Đó, nghe rất là hay, còn để mà hát thì vẫn là đáp ứng được cho anh em hát karaoke. Đó, thì đó là một cái ưu điểm rất là lớn của 450. Đấy, và hiện tại thì anh em quan tâm với con bo này thì có thể liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ nhé, để được chúng em hỗ trợ. Và xin chào các bạn.